Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 21: Tìm người. Lão thái thái như thế khiến cho hai cha con bất ngờ không kịp đề phòng. Lão đại. Tạ Đạo Chi suy nghĩ một lát rồi cũng thỏa hiệp, "Con đích thân dẫn người đi tìm, đừng gây ra động tĩnh quá lớn." Chuyện này căn bản không cần hắn giao phó, trong lòng Tạ Nhi Lập đã tự biết nặng nhẹ hơn ai hết. hắn xoay người đi tới sân, thấp giọng nói với Tả Tổng quản. lập tức chọn người mấy hộ viện thân thủ tốt đi theo ta. vâng một tiếng vâng vừa mới trả lời thì đã nghe bên ngoài có người hô to Tam gia đã trở về bên ngoài mấy trưởng là một nam tử mặc trang phục võ tướng chậm rãi ung dung bước vào trong tay nếu cầm một cây quạt nữa thì át hẳn là một công tử quý tộc đang đi ngắm hoa ngắm liễu ngày xuân. Dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. Thấy đại ca nhà mình ra nghênh đón thì hắn nheo đôi mắt hoa đào, má lúng đồng tiền như ẩn như hiện. Ta đã nói xa thơm gần thối mà, mới đi hai ngày mà đại ca đã nhớ ta thế này rồi. Tả Chi Phi. Sự phong lưu phóng khoáng trên mặt Tả Chi Phi chợt bay hết ra ngoài. Đại ca bình thường gọi hắn là. Lão Tam. Lúc tâm trạng tốt thì gọi hắn là. A à, Phi Gọi cả tên lẫn họ thế này Gần đây hắn có làm cho cô nương nhà ai tức giận khóc lóc đâu nhỉ Tả Chi Phi thành thật chạy tới Sau khi nhìn thấy nửa khuôn mặt của đại ca thì ngần ra Đại ca, mặt huynh bị sao vậy Khoan nói chuyện này đã Mau tìm người giúp ta đi Họ yến tên tam hợp Tìm được thì lập tức mang về phủ Tả Nhi lập đầy tả tổng quản về phía trước Lão tả đi theo đệ Ông ấy biết mặt người nọ Không phải là tìm người sao, Sao lại gấp như vậy? Đại ca còn chưa nói mặt của huynh, tam gia tốt của ta ơi." Tạ Tổng quản vỗ lùi một cái, mặt đại gia là bị người nọ rạch đấy, đó là một người gây gớm. Sắc mặt Tạ Chi Phi lạnh xuống, xoay người ra lệnh cho Tâm Phúc đang chờ ở phía xa. "Thông báo cho tất cả huynh đệ toàn thành tìm kiếm một nam nhân tên Yến Tam hợp. Tam gia, không phải nam nhân, là nữ tử." Tạ Chi Phi nhướng mày nhìn Tạ Tổng quản một cái. "Một cô nương?" làm đại ca bị thương, còn là người ghê gớm thú vị đó. Một lát sau, mười mấy con ngựa như mũi tên rời cung thẳng đến ngõ Điềm Thủy. Ngõ Điềm Thủy là nơi rồng rắn hỗn tạp nhất kinh thành, hạng người gì cũng có. Tả Chi Phi xoay người xuống ngựa, vài tên ăn mày ở góc đường lập tức vây lại. Tam gia nàng đi tới cửa thành phía nam, cưỡi một con ngựa nâu, phía sau lưng đeo một bọc quần áo. Con ngựa kia cưỡi rất nhanh. Tả Tổng Quản vừa nghe, đã vội vàng giật giật góc áo thiếu ra nhà mình mình. Chắc là chạy ra khỏi thành rồi, tam gia, mau đuổi theo đi. Đuổi theo. Tả Chi Phi ra lệnh, nhưng lại không vội vã lên ngựa, mà móc trong ngực ra mấy lượng bạc ném về phía tên ăn mày. Cầm lấy mua rượu uống. Cảm ơn Tam gia, Tam gia, lần đầu tiên thấy ngài tìm cô nương đó. Tam gia ngươi nhìn chúng người ta sao? Tả Chi Phi nheo mắt, mắng một tiếng. Cút, ra khỏi cửa thành, bước lên quan đảo, một hơi chạy 15 dặm, trên đường đến bóng ma cũng không thấy, đã thế còn nuốt một ngụm gió lạnh. Trực giác tạ chi phi cảm thấy không đúng, hắn xiết dây cương, ngựa đánh hai vòng tại chỗ rồi ngừng lại. Hắn xoay người xuống ngựa đi tới trước mặt tả tổng quản, túm người từ trên ngựa xuống. Cô nương này từ đâu tới kinh thành, nói là phủ vân nam, phủ vân nam. Tả chi phi trầm mặt. Sao ngươi không nói sớm? không phải là vội đi tìm người sao lỡ vụt mất thì sao tả tổng quản còn đắng hơn cả hoàng liên tạ chi phi vung tay lên về thành tam gia tam gia tạ tổng quản ôm lấy người hắn mặt như sắp khóc rồi không thể trở về được lão thái thái đã nói rồi nếu không tìm thấy người này nàng ta chưa ra khỏi thành không thể nào rõ ràng câm miệng tạ chi phi túm lấy vạt áo tạ tổng quản vân nam phủ cách kinh thành 10 vạn tám ngàn dặm nàng chỉ đeo một cái tay nải nhỏ một không ăn hai không uống thì làm sao lên đường tả tổng quản bị hỏi lại nếu ta là nàng thì tối nay sẽ ăn uống no đủ chuẩn bị lương khô mua quần áo sáng mai lại xuất phát nhưng thị vệ cửa nam rõ ràng nhìn thấy người nọ ra khỏi thành tả tổng quản nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi chẳng lẽ nàng lại quay về này gọi là dương đông kích tây tả chi phi tát vào ót tả tổng quản một cái là để tránh đám ngu xuẩn các ngươi đó. Tả Tổng Quản, Tả Tam Gia buông tay, quay đầu nói với tâm phúc của mình. Chu Thanh, vâng thưa Tam Gia. Tìm tất cả khách điếm ở cổng phía nam, không được bỏ qua bất cứ người nào. Vâng, Tam Gia. Tả Tổng Quản hỏi. Nếu như là vì tránh đi chúng ta, thì nàng không nên tùy tiện tìm một góc để đối phó qua đêm sau. Lão Tả à. Mặt Tả Tam Gia kiểu. Ngươi hết thuốc chữa rồi. Chấm người ngoài thịt mỡ ra thì chẳng có gì cả trời lạnh như vậy ngươi đối phó cả đêm thử cho ta xem tả tổng quản tả tam gia nhìn gương mặt kinh ngạc của tả tổng quản trong lòng hơi sợ hãi biết dương đông kích tây nữ tử kia quả thật là không đơn giản người này tới nhà ra làm gì sao lại đả thương đại ca ta hỏi đến đây nước đắng trong bụng tả tổng lại muốn chảy ra ngoài tam gia à này không biết đâu người này ta mới gặp đã bị không thích hợp rồi nào có ai mùa đông chỉ mặc một bộ đồ mỏng. Nói trọng điểm, đây chính là trọng điểm đó, tam gia. Tạ Tổng Quản. Nàng vừa vào cửa tạ ra đã gọi thẳng tên lão gia. Cô nương, nước nóng ngươi cần tới rồi. Đây là 10 cân lương khô, phòng bếp tổng cộng chỉ có bấy nhiêu thôi. Đây là áo choàng mới may năm trước, chất liệu không tốt lắm, nhưng mẫu thân ta may vá không tệ. Đa tạ. Yến Tam hợp lại cho thêm hai lạng tiền thường, tiểu nhị mừng rỡ cười muốn ngoác miệng. Cửa khép lại, Yến Tam Hợp đi tới bên cửa sổ, dựng khung cửa sổ lên, nhìn xa xa ra ngoài ánh đèn, trong lòng hơi bất an. Cho dù ngày đêm không ngừng chạy đi, cũng phải mất một tháng mới tới Phủ Vân Nam. 77-49 ngày, chắc chắn không kịp rồi. Quan trọng nhất là phong thư kia không phải là tâm ma của tổ phụ, hết thầy giả thuyết đều đã bị đẩy ngã, phải làm lại từ đầu cho nên tuyệt đối không được chậm trễ nữa. Yến Tam hợp ngàn sầu vạn sầu, khóe mắt lại nóng rực, bên trong giống như cất dấu một đám lửa lớn. Con người đều có hai mặt, một mặt thiện, một mặt ác. Nhưng hai mặt tổ phụ ở trong lòng nàng chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm, điều này không hề bình thường. Cũng tốt, Yến Tam hợp thầm nghĩ, nàng cuối cùng sẽ có một ngày tìm ra nguyên nhân trong đó. Sau khi rửa mặt đơn giản, nàng thay quần áo của tiểu nhị, lại buộc tóc lên thật cao, cuối cùng mới tắt đèn, ôm túi quần áo cuộn mình trong ghế. Thời gian chân quý, tối nay tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai vừa mở mắt thì lập tức xuất phát, không được trễ nãi một phút nào. Điều kiện khách điếm tuy đơn sơ, nhưng so với tạ phủ thì Yến Tam Hợp cảm thấy nơi này an tâm hơn nhiều. Trong bóng tối, hơi thở của nàng dần dần kéo dài. Không biết qua bao lâu, Yến Tam Hợp chợt mở mắt, ánh mắt dừng ở chốt cửa, chớp mắt tiếp theo, nàng lại vọt tới trước cửa sổ, chống cửa sổ lên thò đầu ra nhìn. Dưới ánh trăng ảm đảm, có mấy bóng đen đang chậm rãi vây quanh. chương 22, công việc kết thúc. Là đến bắt nàng sao? Là tạ ra. Yến Tam Hợp không kịp suy tư đã buộc tay nải lên người, gión rén mở cửa sổ, khẽ cắn môi xoay người nhảy qua. Tuy không biết treo tường nhưng nàng biết leo cây, dám từ lầu hai nhảy xuống thì phải có lá gan lớn. Yến Tam Hợp cắn răng, chân đi xuống từng tấc một. Chờ hai tay thật sự chịu không nổi thì mới buông ra, cả người nàng rơi xuống đất. Yến Tam Hợp bất chấp sự đau đớn, dán tường đi về phía bắc. Đây là một cái hẻm tối, căn bản nhìn không rõ gì, hẻm tối cuối cùng hắn là đường cái. Đến trên đường cái thì sẽ có thể chui vào ngõ nhỏ nào trốn, hoặc chui vào một góc, hoặc trốn trên cây. Lục Yến Tam Hợp chọn khách điếm đã tìm hiểu rất rõ, đề phòng người tả phủ âm hồn bất tán có một số việc không giải thích được với bọn họ. Nàng chạy rất nhanh, mắt thấy sắp chạy đến cuối ngõ tối thì đột nhiên, lảo đảo một cái, tất cả động tác thoáng chốc dừng lại. Đầu ngõ, có một nam nhân một chân chạm đất, một chân dẫm lên tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lặng lặng nhìn cô. Trực giác yến tam hợp cho rằng không ổn, đảo mắt về phía sau, chỉ thấy từ xa có mấy bóng đen đang chạy về phía nàng. Bắt ba ba trong hú yến tam hợp dùng sức thờ hồn hển mấy hơi phiền não tặc lưỡi một tiếng nhận mệnh cúi đầu xuống tả chi phi thấy nàng bất động thì khẽ mỉm cười tò mò ghê một nữ tử biết lừa gạt biết dọa người biết nhảy cửa sổ biết trèo tường còn có thể bắt cóc đả thương đại ca nhà mình rốt cuộc trông như thế nào có phải ba đầu sáu tay không hắn buông cái chân các tường kia xuống vẫy vẫy tay với đám chu thanh đã chạy tới phía sau nữ tử sau đó chậm rãi đi tới người nọ vẫn cúi thấp đầu, mặc một bộ xiêm y nam, thân hình lại gầy gò mỏng manh. Tả Chi Phi lắc đầu, lười biếng mỉm cười. Nói chớ, hắn có một cái miệng không đứng đắn. Cô nương ngươi giả nam cũng giống đấy, nhất là cái bộ ngực này. Yến Tam hợp ngừng phát đầu, ánh mắt giống như hai con dao găm bắn thẳng ra ngoài. Nửa câu sau lập tức kẹt trong cổ họng. Là nàng ta sao? Nữ tử kỳ quái mua thuốc ở bách dược đường đó sắc mặt tả chi phi chợt thay đổi. Là hắn, nam nhân đã chỉ đường cho nàng ở bách dược đường. Mặt yến tam hợp cũng đổi sắc. Hắn và tả ra có quan hệ gì? Tả tổng quản thừa hùng hục chạy tới, vẻ mặt hận không thể ăn thịt người. Tam gia là nàng bắt đại gia rồi làm bị thương, hừ, còn thay quần áo nam nhân, vô dụng thôi, người hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lão tam của tả phủ, người sắp chết vì bệnh. Yến Tam hợp nheo mắt ngẫm nghĩ. Người này cao lớn, mỗi đường cong trên mặt đều toát ra khí chất cứng rắn của nam nhân, sao có chút bệnh khí nào đâu. Người tả phủ nói dối. Đúng lúc này, một vầng trăng rơi vào trên người Yến Tam hợp, càng lộ ra đôi môi trắng bệch kia, ánh mắt nàng lạnh lùng cứng rắn lại giống như nham thạch không có độ ấm, khiến cho người ta không rét mà run. Tả chi phi sống 20 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt như vậy đuôi lông mày hắn hơi nhướng lên. Cô nương cành vàng lá ngọc thế này, chỉ bằng theo ta về tả phụ uống trà tâm sự, chẳng phải tốt hơn ở chỗ này hóng gió lạnh sao. Yến Tam Hợp không nói lời nào. Cuộc đời nàng ghét nhất hai loại người, một là phong lưu, hai là kẻ ăn chơi chắc táng. Nhớ lại nụ cười lỗ mãng ngả ngớn và câu. Là bộ ngực này. Tên này thỏa đáng là một tên phong lưu ăn chơi chắc táng, khiến cho nàng càng ghét hơn. Tam gia, nói nhiều với nàng ta làm gì, trực tiếp trói về đi. Tả tạ Tam gia liếc Tả Tổng quản một cái, ánh mắt rơi vào tay nải phía sau Yến Tam hợp. Người họ Yến ư? Năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà còn có những người nào? Tam gia của ta ơi! Tả Tổng quản hoàn toàn nghe không nổi nữa. Tuy nói cô nương này dáng vẻ không tồi, nhưng Tam gia cũng phải phân trường hợp chứ. Này xem, trong nhà đã sốt ruột đến thế rồi mà ngài còn ở đây hỏi đông hỏi tây nữa là sao? Tả Tổng quản. Tả tạ Tam gia. Ngươi biết thương hương tiếc ngọc là gì không? Quên đi. Nếu ngươi hiểu thì sao già đầu rồi vẫn là một tên cậu độc thân. Tả tổng quản, hắn dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Tả tam gia khách khí làm tư thế mời. Cô nương mời. Yến tam hợp im lặng một lát rồi đi qua trước mặt hắn. Tả tam gia bị coi như không khí dường như cũng chẳng giận, chỉ mỉm cười, ra hiệu với Chu Thanh không tiếng động nói ra hai chữ công việc hoàn thành. Ra khỏi ngõ tối yến tam hợp mới phát hiện bên ngoài ngõ còn mai phục rất nhiều người nữa những người này ăn mặc không giống hộ viện tạ phủ mà nhìn giống như là người của quan gia hơn nàng lạnh lùng cười ta không đến tạ gia kêu tạ đạo chi tới gặp ta ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh hả tạ tổng quản như xác chết vùng dậy ngươi cho rằng mình là cái thá gì mà dám không muốn tạ gia xui xẻo thì cứ làm theo lời ta yến tam hợp chỉ vào khách điếm phía sau ta ở đó chờ hắn các người có thể phái người trông coi, đừng để ta chờ quá lâu, ta không có kiên nhẫn đâu. Nói xong, nàng đưa tay lên lưng, ở trong ánh mắt nghẹn hỏng chân chối của mọi người, lần nữa đi vào khách điểm. Kiêu ngạo vô pháp vô thiên quá. Tam gia. Tạ Tổng Quản càng nhìn càng giận, oán hận nói. Đừng thương hương tiếc Ngọc nữa, đánh gãy hai chân rồi kéo về đi. Tạ Chi Phi lúc này mới hiểu được, nhân vật này ghê gớm ở đâu rồi. Hắn hứng thú mỉm cười nói với chu thanh phía sau trở về nói với lão gia và đại gia không sót một chữ để họ tự tính chu thanh vừa gật đầu người đã biến mất trong bóng đêm tả chi phi lấy bên hông lấy ra một ngọc bài ném cho thủ hạ thông báo cho ông chủ khách điếm này bình mã ti điều tra án lấy khách sạn trưng dụng lập tức cho tất cả khách rời đi chi phí tồn tần thì đến tạ phủ tìm tam gia trả vâng tam gia à người tin thật sao nàng ta chỉ giả thần giả quỷ Tạ Tiểu Hoa, ngươi yên lặng cho ra. Khuôn mặt tuấn tú luôn cười híp mắt của Tạ Chi Phi chợt lạnh xuống. Dùng óc heo của ngươi ngẫm lại, khắp kinh thành có mấy người có thể đùa bỡn cha ta, còn dám đả thương đại ca ta, lại còn khiến Tạ quản gia ngươi giận tím người như thế. Tạ tổng quản, Tạ Chi Phi, nhìn khách điểm mà nàng chọn xem, có giống người thiếu bạc không? Tạ tổng quản, Tam gia không sợ nàng giả thần giả quỷ. Tạ Chi Phi chỉnh tề quần áo, tam gia chỉ sợ lời nàng nói là thật. Ta tổng quản run lên. Chu Thanh đi rất nhanh, về cũng rất nhanh. Tam gia, lão phu nhân nói sẽ đích thân đến, lão gia và đại gia cũng đi theo, bọn họ một lát nữa sẽ tới. Ồ! Oh. Tả chi phi như có điều suy nghĩ sờ sờ cầm, vẫy tay với tả tổng quản. Tả tổng quản chột giả chạy tới. Tam gia, nhìn thấy chưa, lão tổ tông còn tự mình ra mặt kìa. Tả chi phi nhớ mày nhân thời gian chờ bọn họ, Nguy tỉ mỉ kết lại chuyện cô nương này từ khi vào phủ đã nói cái gì, làm cái gì cho ta nghe. Việc này không đơn giản, cô nương này cũng không đơn giản. chương 23, hưu Thư Lúc lão thái thái tạ phủ đi vào, khách điếm đã sạch không bóng người. Dù là như vậy, tạ đạo chi vẫn còn kêu mọi người lui đến đầu hẻm, để cho tả tổng quản tự mình trông coi cửa lớn. Lão thái thái đi đứng không tiện, lão tam con đi gọi người xuống đây, Vâng. Tạ Chi Phi chạy lên lầu 2, vừa muốn đưa tay gõ cửa thì cửa đã mở ra. Hắn, chật, một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng đào qua bộ áo mỏng của Yến Tam Hợp, cười nói. Ơ, ờ, trùng hợp chưa nè. Yến Tam Hợp không nói tiếp, nhưng người đi qua trước mặt hắn. Chờ đã. Yến Tam Hợp quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Chuyện đó. Tạ Chi Phi sờ sờ mũi, như cười như không. Phấn bạch sâm còn có thể phát huy công dụng này, chiêu đó hay lắm." Yến Tam Hợp vững vàng thu mắt lại, xoay người đi xuống cầu thang. Tả Chi Phi, không ngờ Tam gia ta ở trong mắt nàng chỉ là không khí thôi sao? Trong đại sảnh ngoại trừ phụ tử Tả gia gia thì còn có thêm một lão thái thái ung dung quý phái, Yến Tam Hợp quét mắt nhìn một vòng rồi đứng lại một nơi không gần không xa. Nếu như không đoán sai thì bà hẳn là kế thất của tổ phụ. Dương thị tạ lão thái thái cực kỳ kích động bà chống bàn đứng lên đi về phía trước hai bước nhìn yến tam hợp rồi đánh giá từ trên xuống dưới trong mắt tựa như dính vào trên người yến tam hợp lão tổ tông tạ chi phi nhảy từ trên cầu thang xuống đỡ người cười nói nào có ai nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta như vậy coi chừng người ta chạy mất đó ta nào nào có chuyện gì ngồi xuống đã rồi nói tạ chi phi vừa hất cằm trong lời nói lộ ra gai nhọn yến cô nương cũng ngồi đi đêm nay vừa cưỡi ngựa vừa nhảy cửa sổ chắc là mệt lắm mau mau ngồi xuống đều ngồi xuống hết đi yến tam hợp không ngồi xuống nàng lấy tấm canh thiếp hợp hôn ố vàng từ trong tay áo ra đi đến trước ánh nến khẽ đặt lên đó ngọn lửa vừa liếm đã cháy sạch canh thiếp kia sắc mặt người tạ ra đồng loạt thay đổi gần như không thể tin được điều khiến bọn họ e ngại cái thứ kinh hồn bạt vía lại bị hóa thành cho nhẹ nhàng như thế nàng ta muốn gì? đúng lúc này, yến tam hợp lại lấy một tờ giấy trong tay áo ra đặt lên bàn. giấy cam đoan các ngươi muốn, ta đã ấn dấu vân tay rồi. tạ nhi lập kinh ngạc. yến cô nương, à, quên mất. yến tam hợp ánh mắt đảo qua nửa bên mặt của tạ nhi lập, móc ra một tấm ngân phiếu, ước chừng năm. trăm lượng. tiền thuốc men của ngươi. nàng đặt ngân phiếu ở trên bàn, lui về phía sau vài bước, giọng nói ảm đạm lại cứng rắn. Như thế, hẳn là thanh toán hết rồi nhỉ? Mọi người, Yến Tam hợp nhất ngẩng đầu, "Ta có thể đi chưa?" Ánh nến trong khách sạn rất sáng, khiến cho mỗi một biểu cảm rất nhỏ trên mặt thiếu nữ đều rất rõ ràng. Nếu như không có nhìn lầm, vừa rồi lúc nàng ngẩng đầu, khóe miệng mang theo biểu cảm khinh thường. Nàng ta còn dám khinh thường? Lửa giận tạ đạo chi khó khăn lắm mới nén xuống lại bị đốt lên. Yến Tam hợp kinh thành này không phải nơi ngươi muốn tới là tới, ngươi muốn đi là đi đâu, còn phải xem ta có đồng ý hay không đã. Yến Tam Hợp, ngươi muốn ngăn ta sao? Tạ đạo nhất vỗ bàn, bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi không nói rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi phòng này. Yến Tam Hợp, ngươi còn điều gì không hiểu nữa? Tạ đạo chi? Hương kia là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành tại sao lại gãy? Yến Tam Hợp rất thẳng thắn. Ngươi không phải tâm ma của ông ấy, là ta tính sai rồi cho nên hương mới gãy yến tam hợp tả đạo chi cắn răng không phải một câu nghĩ sai thì có thể bỏ qua được người năm lần bảy lượt trêu đùa ta còn làm bị thương con ta việc này lão tổ tông người làm sao vậy tả chi phi kêu lên cắt ngang lời tả đạo chi tả đạo chi quay đầu nhìn thì thấy sắc mặt lão thái thái trắng bệch nhìn chằm chằm nửa đoạn nến đỏ đồng tử không nhúc nhích mẫu thân tả lão thái thái chẳng hề nhúc nhích nhìn giống như hồn bay khỏi xác vậy. Tả đạo chi không khỏi giật mình, vừa muốn đến xem thử thì lại thấy trong mắt lão thái thái xoay một vòng, chậm rãi đi chuyển tới bên người Yến Tam Hợp. Cô nương, ngươi vừa mới đốt cái gì thế? Yến Tam Hợp. Canh thiếp hợp hôn của hai người. Ông, ông ông ấy. Lời nói đột nhiên dừng lại. Tả chi phi ở gần nhất thấy sắc mặt lão thái thái trắng bệch, lập tức đỏ bừng, sợ tới mức nhanh chóng đưa tay lên xoa lưng lão thái thái tạ lão thái thái thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói tiếp. Vì sao ông ấy vẫn còn giữ nó? Ta cũng muốn biết. Con cũng muốn biết, tổ phụ ơi. Giữ lại canh thiếp hợp hôn, giữ lại phong thư kia là vì sao? Là bởi vì ấy nấy sao? Hay còn lý do nào khác? Yến Tam Hợp không muốn liếc mắt nhìn tạ ra một cái. Mặc kệ các ngươi tin hay không, mọi chuyện chính là như vậy, các vị ta có thể đi chưa? Lại muốn đi. Tạ đạo chi lạnh lùng nói đi không được. Yến Tam hợp liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của tạ đạo chi, chỉ tay. Hỏi mẫu thân ngươi xem tổ phụ ta có đưa hưu thư cho bà không? Nếu có thì tả ra bình an vô sự, nếu không có. Nàng chợt cười gần. Ta khuyên các ngươi nên để ta đi sớm, điều tra rõ tâm ma thực sự của tổ phụ là gì, nếu không. Đồng từ tạ đạo chi chợt co lại. Ý trong lời này quá rõ ràng, quan tài không đậy được là thật, hóa niệm là thật, tâm ma là thật, tả ra các ngươi có thể bị liên lụy cũng là thật. Mẫu thân, ánh mắt tả đạo chi xoay chuyển. Yến hành có đưa hưu thư trong người không? Ông ấy, mặt tả lão thai thai trắng bịch, tay cầm quài trượng chậm rãi nắm chặt, lộ ra từng sợi gân xanh nổi lên. Mẫu thân, người nói đi. Tả đạo chi đột nhiên nổi giận. Hắn do so chiêu với Yến tam hợp mấy lần, lần nào cũng bị ép đến đường cùng, đã thế còn đêm hôm khuya khuất phải hạ mình đến cái nơi quỷ quái này nữa, dù có là hoàng đế thì cũng chưa bao giờ làm hắn đắn đo đến mức này quả thực chính là sỉ nhục cả đời huống chi việc này còn liên quan đế già trẻ nam nữ của tạ phủ tạ lão thay thai cắn chặt răng không nói lời nào nước mắt không ngừng rơi xuống không nhìn ai chỉ nhìn yến tam hợp hồi lâu bà nghẹn ngào hỏi con à con nói thật với bà lão này có phải con bắt cóc cháu trai lớn nhà ta làm nó bị thương hay không mẫu thân Tả Đạo Chi giống to một tiếng. Nói những thứ vô dụng này làm gì, yến hành rốt cuộc có đưa hưu thư cho người hay không, đây mới là chuyện lớn liên quan đến mạng người. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tả lão Thái Thái đột nhiên giơ tay, cầm quài trượng quất lên người Tả Đạo Chi. Tả Nghi Lập, tổ mẫu. Tả Chi Phi, lão tổ tông. Trong hai tiếng kêu kinh ngạc, Tả lão Thái Thái chậm rãi đứng lên, nhìn con trai mình nghiến răng nghiến lợi. Ngươi dám gọi thẳng tên yến hành hả? Hà ngươi quỳ xuống cho ta. Tả đạo chi sướng sờ nhìn lão phụ nhân trước mặt, không thể tin được vì từ nhỏ đến lớn đứng nói đánh, người còn chưa bao giờ đụng đến một ngón tay của hắn nữa. Ngươi quỳ xuống cho ta. Quải trượng của lão thái thái gõ. Cạch cạch. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 24, chân tướng. Tả đạo chi nhìn lão mẫu thân tuy rằng kiệt sức, tay lại cầm chặt quải trượng không buông, cuối cùng trong lòng không đành bèn gập chân quỳ xuống lão thái thái thấy thế thì chán nản ngã ngồi trong ghế, chậm rãi rũ mắt xuống. Năm đó ông ấy đã viết hưu thư cho ta, thế nhưng lại bị ta xé rồi. Một câu nói, giống như xét đánh ngang tai, gương mặt liên yến tam hợp xưa nay nhạt nhẽo cũng hiện ra cảm xúc không tưởng tượng nổi. Bà ta thế mà lại xé. Tại sao chứ? Tả đạo chi chỉ cảm thấy sau lưng gió lạnh vù vù, trong lòng tuyệt vọng nói không nên lời. Xong rồi, xong hết rồi mẫu thân vì sao vậy? Tạ lão thái thái há miệng kết quả chỉ nhẹ nhàng thở dài một câu. Ta chỉ muốn để lại cho mình chút nhớ mong. Ông ta đã bỏ người mà vì sao người còn muốn giữ lại chút nhớ mong đó làm gì? Tạ đạo chi giống đến xé tim xé phổi. Nương người hồ đồ quá. Ta đúng là hồ đồ. Tạ lão thái thái nhìn con trai mặt mày bi thương. Ta giả hồ đồ suốt 40 năm đã đủ rồi không muốn giả hồ đồ nữa nếu còn tiếp tục giả vờ thì lúc đến âm tàu địa phủ ta có mặt mùi gì để gặp ông ấy đây tạ đạo nhất mở to hai mắt nhìn nương đang nói gì vậy vì sao hắn chẳng nghe hiểu lấy một chữ con à tạ lão thái thái run rẩy cố nén sự nghẹn ngào ông ấy chưa bao giờ có lỗi với chúng ta là hai mẫu tử chúng ta nợ ông ấy quá nhiều trả không hết bao nhiêu đời cũng không trả hết lão tổ tông chuyện này là sao vậy ạ à? ai nợ ai Tạ Chi Phi nghe không hiểu ra sao. Tả lão thái thái nhìn thoáng qua đứa cháu nhỏ, ánh mắt quyết tuyệt không thể diễn tả bằng lời. 40 năm, cho dù chuột rút lột ra, cho dù tuổi tác già đi, bà vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Không dám quên, không thể quên. Đó là một ngày mùa đông của rất nhiều năm trước, trời vừa cho xuống một trận tuyết lớn. Nàng và con trai cuộn mình trong môi miếu đổ nát, đây là một chỗ dung thân mà bọn họ vừa tìm được, tuy rằng bốn phía lọt gió, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ngăn cản gió mưa. Lương khô chỉ còn lại mấy miếng bánh cuối cùng, hai mẫu từ mỗi người chia một khối, nướng trên lửa, liền lấy nước tuyết nuốt xuống, xem như lấp đầy bụng. Con trai 6 tuổi, chính là thời điểm đọc sách vỡ lòng, nàng tuy là quả phụ, không có kiến thức gì, nhưng cũng biết nếu muốn có tiền đồ thì phải biết để con cái học hành. Trước khi rời khỏi tạ gia, nàng trái lo phải nghĩ, do dự mãi cuối cùng vẫn dùng ba con gà mái già trong nhà đổi với tiên sinh dạy học đầu thôn đông hai quyển sách một quyển tứ thư và một quyển ngũ kinh con trai rất thông minh lúc đi xin cơm cũng cầm sách theo gặp ai cũng hỏi thử chữ nghĩa hơn nữa năm cuối cùng cũng đại khái biết được trên sách viết gì đêm đó như thường lệ con trai cẩn thận lấy sách ra rồi đọc to đọc mệt rồi nó lại nằm xuống trên cỏ rồi rúc vào trong lòng nàng ngã đầu ngủ nhưng dù thế nào đi nữa thì nàng cũng không ngủ được nàng thấy hôm nay càng ngày càng lạnh nếu không tìm được chỗ đặt chân thì chỉ sợ sẽ chết cóng trong trời băng đất tuyết này ngủ qua loa hai ba canh giờ mà trời chưa sáng nàng lặng lẽ đứng lên muốn ra ngoài ruộng tìm có thể bới ra chút thức ăn hay không vừa đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát thì thấy một người đứng ở cửa ăn mặc rất sang trọng thấy nàng đi ra người hà một hơi khí lạnh lấy lệnh nàng nghi từ trong ngực ra ngươi có muốn vào yến ra làm hạ nhân không? Nếu muốn thì ngày mai cứ cầm lệnh nàng nghi này tới. Nàng ngây ngần cả người, không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Có vẻ ngươi còn không tin nhỉ. Người nọ trong cổ họng nặng nề lầm bầm một tiếng, tỏ vẻ khó chịu. Không cần ký khế ước bán thân, khế ước sống là được, mỗi tháng một hai lượng bạc, bao ăn bao ở, yên tâm đi, ta không phải kẻ lừa đảo. Lúc này nàng mới vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống liên tục dập đầu với người nọ. Được rồi, ngươi cũng đừng quỳ với ta, lát nữa dập đầu với lão gia nhà ta mới đúng." Người nọ xoa xoa tay, dậm chân nói, "Lão gia nhà ta hôm qua đi ngang qua nơi này, nghe được nhi tử nhà ngươi đọc sách, nói là đọc rất hay nên sáng ra kêu ta lại đây chờ các ngươi." "Các ngươi mệnh tốt đó." Đến khi nàng thực sự là cửa yến gia mới biết là mệnh mình tốt đến đâu. Yến gia nhà lớn nghiệp lớn, chỉ riêng hạ nhân thôi đã có trên trăm người, nàng được sắp xếp vào nhà tắm quản sự còn chia hai mẫu tử nàng một gian phòng nhỏ. Phòng tuy nhỏ, nhưng có thể che gió che mưa, chăn đệm dùng bông vải làm, nàng nhi tử vẫn là lần đầu tiên có thể ngủ trên đệm chăn ấm áp như vậy. Ước chừng qua hơn nửa tháng, nàng mới nhìn thấy lão ra trong lời người kia. Người nó hơn 30 tuổi, dáng vẻ nhã nhặn trắng trẻo sạch sẽ, cả người toát ra vẻ trí thức, giống như là từ trong tranh bước ra vậy. Nàng không dám nhìn nhiều, vội quỳ xuống dập đầu. Mẫu tử hai người tuy nghèo rất mồng tơi, nhưng vẫn không quên đọc sách cầu tiền, đây là điều khiến ta cảm động. Người nọ ở trên cao nhìn nàng. Yến gia không nuôi người rảnh rỗi, ngày sau ngươi làm việc cho tốt, chuyên tâm dạy dỗ nhi tử, một ngày nào đó sẽ khổ tận cam lai. Giọng hắn rất lạnh, lộ ra mười phần ngạo khí, nói xong thì bảo nàng lui ra. Nàng lui ra gian ngoài, nghĩ đến tiện tâm của hắn, lại quỳ gối trong sân dập đầu ba cái mới rời đi nàng làm việc chịu khó hơn người khác, mỗi lần được giặt xiêm y của hắn sẽ để tâm hơn mấy phần, nếu gặp chỗ sức chỉ thì sẽ lén khâu lại hai đường. Quá khứ của hắn, dần dần truyền từ miệng hạ nhân đến tai nàng. Từ nhỏ thiên tư thông minh, tính cách lãnh đạm cao ngạo, 18 tuổi cuối thê, chưa từng nạp thiếp, dưới gối có ba trai một gái. 30 tuổi thê tử nhiễm bệnh mất sớm, hắn không tiếp tục cưới. Ngoại trừ làm quan thì chỉ quan tâm đến thư hỏa và du sơn ngoạn thủy còn nói tính tình hắn không tốt, tính các cũng quái gở, lúc vui thì sẽ nói thêm vài câu, lúc tâm trạng không tốt thì 10 ngày nửa tháng cũng lười mở miệng, Yến phủ từ trên xuống dưới không có mấy người không sợ hắn. Nàng cũng sợ hắn, nhưng không đến mức sợ như thế kia. Một nam nhân có thể bị tiếng đọc sách của đứa trẻ làm cảm động đại phát tiện tâm, thì Trung Quy vẫn là một người tốt. Người tốt thì không cần phải sợ. Công việc trong phòng giặt quần áo không nặng và bận rộn xong sẽ chạy đến phòng may bên cạnh hỗ trợ phòng may vá có một tú nương chuyên may xiêm y cho hắn có một lần tú nương bị nhiễm phong hàn không kịp theo thùa thấy nàng theo thùa xuất chúng bèn ném xiêm y của hắn lại cho nàng nàng biết hắn thích trúc nên thêu thâm hai lá trúc ở cổ tay áo nàng thêu rất dụng tâm gần như là sống động như thật vài ngày sau hắn lại tìm tới nàng vẫn là một người đứng một người quỳ hắn nhìn nàng thật lâu đột nhiên hỏi ngươi muốn cầu xin ta chuyện gì nàng kinh hoàng vì tâm tư nhỏ của mình bị hắn nhìn thấu vừa thẹn vừa xấu hổ nhưng vẫn đánh bạo mở miệng nói cầu xin lão ra dày con ta đọc sách hắn trầm mặc thật lâu nàng quỳ trên mặt đất chỉ nhìn thấy chân của hắn trên chân hắn mang một giày tốt từng chút nhẹ nhàng đánh nhịp trên mặt đất nàng cảm thấy trái tim của mình cũng lên xuống theo nhịp đập kia ngươi ngẩng đầu lên nàng nghe lời hắn ngẩng đầu lúc bốn mắt nhìn nhau nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn hơi sáng lên sau đó lại trầm mặc thật lâu rồi ra lệnh cho nàng rời đi ra khỏi sân nàng cúi đầu nhanh chóng lấy mu nàng tay lau môi không ai biết nàng vì được tới gặp hắn mà đã cắn ngón tay rồi nặn ra một chút máu bôi ở trên môi là để cho mình nhìn tươi tắn hơn một chút đúng vậy nàng cố gắng dùng tâm cơ vào được yến ra Tuy rằng mẫu tử hai người không cần lo chuyện cơm cáo, nhưng nhi tử cho dù thông minh thì cũng không thể nào tự đọc sách mà thành tài, phải tìm tiên sinh dạy mới được. Yến Phủ có tục học, chỉ có con cái nhà họ Yến mới có thể vào đó đọc sách, con cái hạ nhân dù có gọt nhọn đầu thì cũng không thể vào cánh cửa kia được. Nàng phải nghĩ cách. mươi 25, chân tướng 2. Nàng biết bản thân xinh đẹp, bằng không cũng không bị buộc rời khỏi tạ gia. Nhưng một đường màn trời chiếu đất này có bao nhiêu khó khăn, cướp cơm với ăn mày khó khăn bao nhiêu, cô nhi quả mẫu bị người khác khi dễ khó khăn bao nhiêu. Nàng hiểu mình phải tìm một nam nhân khác để dựa vào. Cũng hiểu được chỉ có nam nhân như hắn mới có thể trở thành chỗ dựa của mình. Yêu cầu của nàng không nhiều lắm, chỉ cần có thể ăn no, chỉ cần nhi tử có thể vào tộc học đọc sách, thì đừng nói cho hắn làm thiếp, dù là làm tỷ nữ, làm trâu làm ngựa, nàng cũng bằng lòng. Liên tiếp mấy ngày, hắn không có bất kỳ động tĩnh gì ngay khi nàng cho rằng chuyện đã thất bại thì một chiếc kiệu nhỏ dừng lại trước phòng nàng mừng như điên thay y phục mới hạ nhân đưa tới rồi ngồi vào kiệu nhỏ sau đó được người khiêng vào chính viện hắn đang chờ ở trong phòng nàng đi lên phía trước im lặng quỳ xuống tự đáy lòng nói ta chắc chắn an phận thủ thường hầu hạ tốt cho lão gia hắn không nói gì đưa tay đến bên cổ nàng ngón tay nhấc lên cởi cúc áo ra giữa nam và nữ chỉ có một chuyện như vậy. Nàng đã suy nghĩ thâu đáo trên đường tới đây. Hắn lạnh thì mình phải nóng, hắn cao ngạo thì mình phải chủ động, hắn nói ít thì nàng phải nói cho chính xác. Mẫu thân, Tả đạo chi nghe đến đó thì thất thanh kêu sợ hãi, trong lòng như có sóng to gió lớn. Người, người vậy mà, con trai, lão thái thái biết hắn muốn nói cái gì? Thế đạo này đường cho nữ nhân đi không nhiều lắm, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu phu tử tòng tử sao, nhưng con khi đó còn quá nhỏ, ta không có lựa chọn nào khác. Sao ở nhà theo cha, ra ngoài theo chồng, chồng chết theo con. Nhưng, nhưng tại sao phải giấu hắn? Lão thái thái chảy nước mắt. Người làm mẫu thân trên đời này, có ai muốn để cho con mình bị coi thường chứ? Con phải biết rằng là ta không biết xấu hổ tính kế hắn, đời. Này ở trước mặt Yến Hành, con cũng không thể ngẩng đầu lên được. À một tiếng cười gần không đúng lúc vang lên, không cần đoán cũng biết là Yến Tam hợp phát ra. Chuyện này đổi lại một khắc đồng hồ trước, tạ đạo chi chắc chắn sẽ đập bàn, nhưng giờ phút này hắn lại cắn răng nhịn xuống. Yến cô nương, lão thái bà ta khiến ngươi chê cười rồi. Ta không chê cười ai hết. Câu sau, Yến Tam hợp không nói ra miệng. Nếu không vì giải tâm ma của tổ phụ, các ngươi cho rằng ta bằng lòng ở đây nghe những chuyện khiến ta nổi giận này sao? rõ ràng là ngươi tính kế người, kết quả lại làm cho con trai ngươi hiểu lầm là tổ phụ ép ngươi, nhị tử ngươi có thể ngẩng đầu, tổ phụ ta thì sao? Danh tiếng của người thì sao? Lão Thái Thái, bà nói tiếp đi. Lục Yến Tam Hợp nói lời này, trong đồng tử đen kịt tỏa ra ánh sáng không giống con người. Tả Chi Phi thấy rất rõ ràng, chỉ là sau khi nghe xong lời của Lão Thái Thái, vừa mới dấy lên. Tính cách này, rất cứng. Tạ lão thái thái nhìn chằm chằm Yến Tam Hợp, ánh mắt không nỡ rời đi nửa tắc. Khuôn mặt này chẳng giống gì hắn, nhưng tính tình này thì giống quá. Vậy canh thiếp hợp hôn là sao? Tạ Chi Phi hỏi. Sắc mặt lão thai thai biến hóa vài lần, không che giấu được nỗi bi thương. Làm người bên gối của hắn, cho dù không danh không phận, địa vị của hai mẹ con ở Yến Gia cũng không giống như trước nữa. Thay viện, thêm nô bộc, thêm quần áo, thêm trang sức. Nàng thành dương thị, nhi tử thành thiếu gia. Yến phủ có thêm một thiếu gia, còn là một kẻ có vài phần ngạo khí. Trong phủ từ trên xuống dưới có mấy người có thể thành tâm đối đãi, cho nên việc hắn bị nói xấu, ngầm ngáng chân, ngoài sáng khi dễ, mỗi ngày đều xảy ra dưới mí mắt nàng. Nàng không dám nhắc tới trước mặt hắn, ban đêm chờ sau khi hắn ngủ mới quay người len lén lau nước mắt. Sau khi hắn phát hiện thì hỏi nàng làm sao vậy, nàng cắn chặt răng không nói lời nào. Nước mắt của phụ nữ là vũ khí tốt nhất để đối phó với nam nhân, đặc biệt là một nam nhân thanh cao đến tận xương tủy này. Quả nhiên, vài ngày sau, hắn mệnh lệnh nhi tử đổi họ Yến. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Yến phủ đều chấn động. Tả là người ngoài, Yến là người trong nhà, đứa nhỏ này nếu như là cô nương thì tương lai chỉ cần cho của hồi môn là được, thế nhưng nó lại là nam nhi, chẳng phải là muốn đoạt gia sản với người của Yến ra sao? người yến phủ đều sợ hắn, không dám nói này nói nọ ở trước mặt hắn, nhưng người nhà thê tử cả còn mặc kệ, mấy người bên ngoại lại tìm đến chất vấn. Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng quăng ra tấm canh thiếp mà đến nàng cũng không biết. Có canh thiếp thì chính là tục huyền, là yến phu nhân danh chính môn thuận. Mấy người bên ngoại vừa thấy thì rất ăn ý ngậm miệng lại. Có một lý do để im lặng. Sau khi thê tử cả chết, một mình hắn sống 5 năm, đến nha hoàn ấm giường cũng không có nữ nhân tục huyền chỉ có một cái kiệu nhỏ đưa vào cửa, tiệc rượu cũng không bày được một bàn. Nữ nhân kia là hạ nhân, không có nhà ngoại nâng đỡ. Một nữ nhân vừa không có bản lĩnh lại không được sủng ái, thì có gì để giúp con trai đoạt gia sản đâu chứ? Còn nàng thì sao? Nàng ở trước mặt hắn đến dũng khi ngừng đầu cũng không có, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nếu đã ngủ trên giường của ta, thì chính là người của ta người của ta chỉ mình ta có thể phi dễ người khác không được. giọng hắn lạnh lùng và kiêu ngạo. canh thiếp này không phải vì ngươi mà là vì nhi tử ngươi hắn có chút thiên phú học hành muốn vào tộc học yến phụ học thì chỉ có đổi thành họ yến. nàng ngẩng phát đầu yên lặng nhìn hắn. chỉ là tính tình của nó quá cứng đầu cứng quá thì dễ gãy cần phải trải qua trăm ngàn rèn luyện mới có thể thành tài từ mẫu bại nhi sau ngày sau ta sẽ nghiêm khắc với nó về phần ngươi sao ý chỉ người mẹ chiều trộm quá sẽ làm hư con cái. Mọi người biết thành ngữ nào có ý thế này thì hú em nhớ, để em sửa. Khóe miệng hắn nhếch lên. Nửa đường vợ chồng vốn không phải một lòng, người tính kế ta cũng được, lợi dụng ta cũng được, ta không sao cả, chỉ là tâm tư không nên bày quá sâu, sâu quá thì không phải nghĩa cũng không nên quá giả dối, vô tình lại khiến cho người ta chán ghét. Nàng cuối cùng cũng hiểu được người Yến phủ sợ gì ở hắn. Không phải lạnh, không phải kiêu ngạo, lại càng không phải tính tình cổ quái, mà là hắn quá thông minh, quá thông suốt. Chút tâm tư của ngươi, chút động tác nhỏ căn bản không gạt được hắn, ngươi dùng âm mưu, hắn trả dương mưu lại cho ngươi. Ngươi dùng tính toán, hắn trả lại cho ngươi khinh thường. Nàng quả thực xấu hổ vô cùng, dùng cả tay lẫn chân bò qua, mặt chôn trên giày hắn. Lão ra, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ tính kế người nữa. Tạ lão thai thai nói tới đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chợt lấy lại tinh thần. Chuyện con vào tộc học Yến Phủ là hắn đã dự định từ trước, việc ta quỳ, một là quỳ cho con xem, một là quỳ cho người Yến ra xem. Tả đạo chi nhìn bà, vẻ mặt sướng sờ. Người canh cánh trong lòng chuyện đổi họ giận mà không dám nói gì hắn, những chuyện hắn đều nhìn thấy, hắn nói hẳn có thể kích khởi lòng cầu tiến của một người, có sự nhiệt tình này, người mới có thể đi được xa hơn, leo được cao hơn, về phần Yến ra. Tạ lão thái thái thở dài. Ta từ một tỷ nữ, trong thời gian ngắn làm người bên gối hắn, mấy đứa nhỏ yến ra dù không phục thế nào, thì bên ngoài cũng phải gọi ta một tiếng mẫu thân. Ngươi đổi họ yến còn không cam lòng, ta đoạt vị trí mẫu thân bọn họ, bọn họ có thể cam tâm cho ngươi vào tộc học đọc sách sao. Ta càng thảm, bọn họ càng đắc ý, mới có thể chứa được ngươi. Mặt tả đạo chi đã không thể dùng mặt xám như cho tàn để hình dung nữa rồi. Hắn cỗ thi thể không có linh hồn, khô cằn trống rỗng quỳ như thế. Lão Tổ Tông, thế sau đó vì sao hai người lại bị đuổi khỏi Yến ra? Vì sao người lại xé hưu thư kia? chương 26, sự thật ba. Tả Tam Gia vừa hỏi, tâm trạng tả Lão Thái Thái vừa mới bình tĩnh một chút, thì lại kích động. Không phải đuổi, không phải đuổi. Tả Đạo Chi giống như là không thể tin vào những gì mình nghe. Mẫu thân, người nói cái gì? Con trai. Tả Lão Thái Thái khóc thảm thiết nói. Đây là đại ân hắn dành cho hai mẫu tử chúng ta, đại ân đó. Ngày đó hắn từ trong nha môn trở về, lập tức vào thư phòng. Nàng đợi đến giờ tí vẫn không thấy người đến, đang định nghỉ ngơi trước thì hắn lệnh cho nàng đến thư phòng. Trong thư phòng, thắp một ngọn đèn như hạt đậu. Hắn đưa tay đứng ở trước cửa sổ, dường như gặp phải việc gì khó khăn, cau mày, trên mặt không có một chút biểu cảm. Nàng không dám lên tiếng, chỉ giúp hắn đổ trà lạnh thêm một chung trà nóng. Trà bưng qua, hắn không nhận, ánh mắt dừng ở trên người nàng một hồi lâu, mới lạnh lùng nói. Hưu thư ta đã viết xong, nàng thu dọn một chút mang theo con trai nàng rời đi đi. Chén trà trên tay vỡ nát. Nàng hoảng hốt, quỳ xuống đất khóc. Ta làm sai gì mà lão ra lại muốn bỏ ta. Hắn trầm mặt không nói lời nào, gương mắt đầy sát khí. Nàng nóng này, không quan tâm thể diện gì nữa, cầm lấy một mảnh vụn trên mặt đất, đâm lên cổ tay. Hắn ngăn lại, nàng thấy hắn mềm lòng, mở to hai mắt. Lão gia muốn bỏ ta, không bằng trực tiếp để ta chết đi. Bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên nàng không né tránh. Thật lâu sau, hắn vỗ vỗ lưng nàng. Triều đình có thể sẽ động đến ta, yến gia chỉ e là khó giữ được. Cái gì? Nàng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Những ai có thể đi, ta đều sắp xếp cho họ đi rồi, không thể đi đó là mệnh của bọn họ. Âm thanh của hắn không chút sợ hãi. Ngươi cầm tờ hưu thư này rời đi, không ai có thể làm khó dễ ngươi được. Ta không đi, ta có chết cũng sẽ không đi. Hãy nghĩ về con trai nàng và tương lai của nó. Hắn nói chuyện lúc nào cũng trung tim đen nàng. Nàng là người nữ nhân sống thực tế nhất, biết tính toán nhất, sao bây giờ lại hồ đồ như vậy? Lão gia, ta nào có hồ đồ, ta là, là cái gì cũng không quan trọng nữa. Hắn lạnh lùng ngắt lời nàng. Điều quan trọng là nàng phải hiểu rằng con trai nàng là người duy nhất nàng có thể dựa vào trong tương lai. Vậy chàng làm sao bây giờ, các thiếu gia làm sao bây giờ? Nữ nhân đừng xen vào chuyện của nam nhân, lo tốt chuyện của mình là được. Hắn đột nhiên quát lớn, giọng nói vẫn nghiêm khắc như trước, nhưng nàng lại nghe ra vài phần dịu dàng từ bên trong. Nàng sắp điên rồi, Đang Yên đang lành sao có thể như vậy, lão gia đắc tội với ai thế chứ? Tiểu nhân ánh mắt hắn lạnh lẽo. Nhưng dù có quay lại bao nhiêu lần, ta cũng sẽ mắng hắn. Lão gia không vì mình, cũng nên suy nghĩ cho người trong phủ chủ. Thật sự là điên rồi, nàng gần như nói mà không lựa lời. Vì sao không thể nhẫn nhịn một chút, để lại đường lui cho người cũng là để lại đường lui cho mình mà. Nhịn một chút, hắn nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu, rồi lại mở ra. Nàng theo ta hai năm, ta là loại người có thể nhẫn nhịn sao? hắn không phải, hắn cũng khinh thường, trong mắt hắn không chứa được một hạt cát, hai năm cùng giường, nàng hiểu rất rõ tính tình hắn. Hắn từ từ xoay người, đồng tử đen kịt. Ta để dành một khoản tiền cho một tiền trang ở Kinh Thành, không nhiều lắm, cũng chỉ có hai ngàn lượng, mẫu tử nàng tiêu tiết kiệm một chút, cũng đủ để hai người sống mấy năm, về sau thì xem số phận của hai người rồi. Hắn đột nhiên chuyển đề tài. Nhưng nếu muốn đứa nhỏ kia có tiền đồ lớn, thì đừng để nó sống tốt, tính tình đứa nhỏ này ta thấy rất rõ ràng, cần phải ở trong nghịch cảnh mới có thể phất lên. Nàng cảm giác tim mình sắp nứt ra rồi, đau đến không chịu được, bất chấp sụt rè, nhào tới liều mạng ôm lấy hắn. Lão ra, lão ra ơi! Hắn không đẩy ra, nhẹ nhàng gọi tên đầy đủ của nàng. Dương tuệ, tính tình này của ta từ trong bụng mẫu thân mang ra rồi, sửa không được, cũng không muốn sửa, con người sống cả đời, mưu cầu thứ gì chứ? không phải mong được làm theo ý mình sao lão ra là được làm theo ý mình nhưng đi đến bước đường cùng thế này chàng bảo chúng ta phải làm sao bây giờ nàng ngoài miệng oán giận cánh tay lại ôm chặt hơn thế đạo này là làm sao vậy vì sao người bị rơi vào đường cùng toàn là người tốt thế này còn những người xấu thì sao không đến đường cùng thì không vùng lên được có lẽ tính tình ta cũng sẽ thay đổi chăng hắn cười tự diễu sau đó khẽ đẩy nàng ra đi thôi, cầm lấy hưu thư, ngày mai rời đi. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nhìn thật lâu cũng không chịu rời bước. Hắn nheo mắt lại, cảm xúc trong đáy mắt đều thu lại. Đừng cảm thấy hổ thẹn với ta, có một ngày con trai ngươi có quyền có thế, nhớ đưa tay giúp mấy tiểu xúc sinh không thành tài của nhà ta là đủ rồi. Nàng lau nước mắt, xoay người đi tới trước bàn học, cầm lấy tờ hưu thư kia lên rồi đột nhiên xé nát. Ngươi! ta tiến vào trong viện của chàng chẳng qua chỉ là một cái kiệu nhỏ, người được mang vào bằng kiệu nhỏ thì chỉ là một tiện thiếp, đuổi một tiện thiếp thì nào cần hưu thư. Nàng ngừng đầu nhìn hắn, chính xác nắm bắt được sự khiếp sợ trong mắt hắn. Lão gia, ta đời này tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân khác, nếu chàng bình an vô sự, nếu vẫn còn chỗ dung thân mẫu tử nhà ta thì chàng để một vị trí bên giường lại cho ta. Hắn nhíu mày, ánh mắt trở nên không trong suốt, giống như bị phủ kín một tầng hơi nước nếu chàng thật sự xảy ra chuyện. Nàng khóc không nói tiếp được. Vậy, hay coi như ta để lại cho mình một kỷ niệm đi. Nếu không như thế, thì ta không sống nổi mất. Cuộc đời quá dài, nếu như một chút kỷ niệm cũng không có, một chút hy vọng cũng không có, thì những ngày khổ sở nhìn không thấy điểm cuối, những đêm dài tịch mịch không ngủ, nàng làm sao chịu đựng được. Gương mặt đầy ngạo khí của mặt, lần đầu tiên để lộ nụ cười thương tiếc dịu dàng với nàng sau đó hắn nói câu nói cuối cùng trong kiếp này với nàng khôn khéo chỗ nào đâu rõ ràng là rất ngốc nàng cũng trả lời một câu cuối cùng kiếp này với hắn đều học theo chàng đó nói xong nàng quỳ xuống đất hành đại lễ với hắn sau đó vừa rơi lệ vừa đi vào trong tuyết lớn đầy trời ngày hôm sau cánh cửa dày nặng của yến phủ dày khép lại tiếng đóng cửa giống như đao nhọn sắc bén nặng nề đâm vào ngực nàng đau quá Cảm xúc đè nén hồi lâu lập tức sụp đổ, nàng gào khóc. Giữa trời đất mênh mông, cuối cùng chỉ còn lại có nàng và nhi tử. Nói xong một chữ cuối cùng, lão thái thái lại ngừng rơi lệ. Đối với nàng mà nói, khi nhớ lại những chuyện này, mỗi một hình ảnh đều là sự hoài niệm và áy náy của nàng đối với hắn. Đây mới là toàn bộ chân tướng, đặt ở trong lòng ta suốt 40 năm. Giọng nói của nàng như kẻ chết đuối thờ hồn hền. Con trai, ông ấy không nợ chúng ta, là chúng ta nợ ông ấy, trả không hết, bao nhiêu đời cũng trả không hết. Trong sự tĩnh mịch đến chết lặng, tạ đạo chi phát hiện tai mình ù lên. Hắn nghe không rõ bất kỳ âm thanh nào chung quanh, chỉ cảm thấy ngực rất đau, đau đến mức dạ dày hắn không ngừng co rút. Có người đang vỗ vai hắn, tả đạo chi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy là lão tam, trong ánh mắt lão tam tràn đầy lo lắng, miệng mở ra khép lại, hình như đang nói cái gì đó nhưng hắn lại nghe không rõ. Rất kỳ quái, tuy rằng không nghe thấy gì, nhưng cuộc sống hai năm ở Yến Gia lại hiện lên từng cảnh như tranh vẽ. Ông mắng chữ của hắn viết như cho bò. Ông nói hắn đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Ông mắng văn chương hắn viết không tồn. Hắn mắng từ mẫu bại nhi, không muốn ở Yến Gia thì cút ra ngoài. Tả đạo chi sờ một góc bàn, cố gắng đứng lên, hốc mắt sung huyết nhìn chầm chầm lão thái thái. Vì sao không nói sớm? Tại sao lại giấu con lâu như vậy? Con, con có cơ hội giúp được ông mà, có cơ hội mà. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 27, Cảnh Giới. Nếp nhăn bên khóe mắt tả lão thái thái càng sâu hơn. Đó là điều khiến bà cực kỳ dai dứt. Cái đền thờ gì đó đặt ở trên đầu ta, thì sao ta dám nói? Đó là tội khi quân đấy. Tài tạ đạo chi lại ù đi lần nữa. Năm đó, Lễ bộ tới hỏi chuyện mẫu thân thủ thiết, vì hắn hận hai năm kia thấu xương nên không chút suy nghĩ mà nói mẫu thân mình thủ tiết nuôi lớn hắn. Thì ra là do ta. Tả đạo chi chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vọt lên, miệng há ra phun một ngụm máu. Phụ thân, còn à. Hai huynh đệ một trái một phải đỡ lấy hắn. Tả nhi lập kêu tả tổng quản mời thai y, tả đạo chi vội túm lấy tay nhi tử. Đừng kêu. Hắn hiểu khí vô lực, Máu này phun ra là tốt rồi. Tạ Nhi Lập quay đầu. Lão Tam. Tạ Lão Tam vội đưa trà ấm đến bên miệng Tạ Đạo Chi. Phụ thân, xúc miệng đi. Tạ Đạo Chi đầy chung trà ra, ánh mắt chuyển về phía Yến Tam Hợp. Đó là ánh mắt ấy nấy, khổ sở, thương tâm, hối hận. Vô số loại tình cảm đan xen cùng một chỗ, không thể dùng ngôn ngữ để nói hết được. Yến cô nương, ông ấy mấy năm nay, đã sống ra sao, có thể nói cho ta biết không? Nói thì không cần. Yến Tam hợp mặt mày không hề xúc động. Với tình tình cũng ông ấy thì hẳn cũng khinh thường nói với ngươi. Yến cô nương. Tả đạo chi chỉ cảm thấy có một con dao găm đâm vào ngực, đau đến mức phải kêu lên. Hai huynh đệ đột nhiên cảm giác trọng lượng trên tay trở nên nặng nề, biết phụ thân không chống đỡ được nữa, vội vàng đỡ người ngồi vào ghế. Tả chi phi quay đầu liếc Yến Tam hợp. Cũng thật tàn nhẫn, nếu chân tướng đã rõ rồi thì các ngươi không cần muốn chết muốn sống ở trước mặt ta nữa. Yến Tam Hợp nói còn ác hơn. Thứ nhất nói với ta cùng vô dụng, thứ hai người chết rồi thì không nhìn thấy, nếu thật sự cảm thấy ai náy, thì ngày sau tới âm tảo địa phủ rồi nói với ông ấy. Mọi người. Ta còn có việc, có thể đi chưa? Ánh mắt Yến Tam Hợp lạnh lùng. Cháu à. Nàng càng như thế, trong lòng tạ lão thái thái càng áy náy, bà chống quẻ trượng đứng lên là tà ra ta có lỗi với ông ấy, xin lỗi các ngươi, ta dập đầu bồi tội với ngươi. Tổ mẫu, lão tổ tông. Tả tam gia vội vàng đặt chung trà xuống, đỡ lấy tả lão thái thái, dùng sức ấn bà ngồi xuống. Bà làm gì vậy, nếu phải dập đầu bồi tội thì phải là huynh đệ chúng ta dập đầu, Yến cô nương, ngươi nói có phải hay không? Yến tam hợp không nói lời nào. Bị nàng làm xấu hổ, tả tam gia chỉ. À. Một tiếng rồi xem như không có gì nhanh lên, ngồi vững vào, ta thay lão tổ tông, thay phụ thân ta dập đầu ngươi mấy cái, 10 cái không đủ thì 100 cái, 100 cái không đủ thì 1 ngàn cái, có thể. Ngươi tên gì? Yến Tam hợp lạnh lùng ngắt lời. Cái bộ mặt này của Tam gia ta thật là... Tả Tam gia sờ soảng gương mặt mình. Họ tả thì không cần phải nói nhỉ, ta tên Chi Phi, tự thừa vũ, cứ gọi ta thừa vũ là được. Ta với người trắng có quan hệ gì sất? Yến Tam hợp đón lấy ánh mắt hắn. Tả Chi Phi, Lời tiếp theo, ngươi nghe cho kỹ đây. Khẩu khí của nàng nghiêm túc làm cả Tam gia không khỏi lo lắng. Trên đời này, thứ không đáng giá nhất chính là sự hối hận đối với người chết. 33 tầng trời, một tầng một cảnh giới, cảnh giới của ông ấy, các ngươi với không tới, ta cũng với không tới. Ánh mắt Yến Tam hợp sắc bén, ta không có thời gian ở đây chia tay với các ngươi, tâm ma của ông một ngày không trừ, mọi việc một ngày vẫn chưa kết thúc. Lão Thái Thái xé hưu thư, theo lý vẫn là người bên gối của ông tả ra các ngươi cũng lo mà cẩn thận tả tam gia đột nhiên nhớ tới chuyện của quý gia cả kinh nói yến cô nương chẳng lẽ yến tam hợp có thể tham khảo vết xe đổ của quý gia tả tam gia sao nàng ấy biết ta nghĩ đến quý gia không có cách hóa giải chỉ có thế tự cầu phúc yến tam hợp lạnh băng nhìn tả tam gia lời của ta ngươi nhớ ký vào nàng đâu phải nói với hắn rõ ràng là đang nói cho người tả ra nghe. Tả tam gia nặng nề gật đầu. Núi xanh không đổi, sông kia chảy dài, ta với tả ra các ngươi không hẹn gặp lại. Này, sao lại không hẹn gặp lại chứ, ta, cút ngay. Mặt yến tam hợp đỏ như máu, không còn là lạnh lẽo đen kịt mà đỏ đến đáng sợ, trong hốc mắt còn có nước chảy ra. Trong lòng tả chi phi run lên, theo bản năng tránh sang một bên. Yến tam hợp lấy góc áo lên lau, rồi bước lên cầu thang cửa vừa đóng, nước mắt rơi xuống, nàng che miệng, cả người run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như dã thú lâm vào tuyệt cảnh. Thật mỉa mai, ông suy nghĩ cho bọn họ chu toàn như thế, dùng trái tim thật lòng thẳng thắn vô tư để trả giá, nhưng bọn họ thì sao? Có chút thật lòng nào với ông không? Ông bị ngốc hả? Bị ngốc sao? Yến Tam Hợp cuối cùng chịu không nổi, dựa tường chậm rãi ngồi xổm xuống nàng đột nhiên nghĩ đến buổi tối cuối cùng của ông, rõ ràng là thời gian ngủ, thế nhưng lại khoác xiêm y đến phòng nàng ngồi xuống. Dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nàng vui vẻ. Ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Ông cũng vui vẻ. Ta rõ ràng như vậy sao? Nàng liếc mắt. Có mùa mới nhìn không ra. Ông cười rồi thở dài, nói. Nếu như chuyện gì cũng để trong lòng thì con người ta không thể nào đi về phía trước được. Thứ gì nên buông xuống thì phải buông xuống nếu không chỉ làm khổ chính mình nàng quay mặt đi ông nói những thứ này làm gì ông đứng lên xoa xoa đầu nàng nếu không nói thì sau này e là không có cơ hội dù sao cũng là ông cháu ta mong cháu luôn sống thật tốt cho nên lời ông với cháu là lời tạm biệt sao nhưng mà không phải ông cũng không buông xuống được đó sao còn nữa ông rốt cuộc là không buông được điều gì thế yến tam hợp lau nước mắt cầm lấy tay nải trên bàn buộc lên người, sau đó đi xuống cầu thang. Nàng đi từng bước rất vững vàng, lúc đến đại sảnh thì chẳng thèm nhìn về phía đám người tạ ra một cái, mà trực tiếp mở cửa lớn bước vào trong bóng đêm vô biên. Yến Tam hợp rời đi rất lặng lẽ, nhưng đối với lão thái thái và tạ đạo chi thì lại là một đòn chí mạng. Đây hiển nhiên lại là một yến hành. Cốt khí kiêu ngạo tự phụ nhập vào máu, rõ ràng mang một bụng tuổi thân ấm ức cũng không chịu nói với người ngoài, chỉ hờ hững như không có gì. Thật lâu sau, tạ lão tam phục hồi tinh thần, kéo kéo xiêm y của tạ Nhi Lập. Đại ca! Tạ Nhi Lập nhìn lão thái thái đang đắm chìm trong bi thương, hít sâu một hơi nói. ta Tổng Quản, vâng, thưa đại gia, đưa lão thái thái và lão ra về trước, rồi phái người đi mời bùi thái y tới, kêu thêm người đến hầu hạ trước giường, một khắc cũng không được rời khỏi. Vâng, khoan đã, đại gia còn có cái gì dặn dò chuyện đêm nay lệnh cho tất mọi người kín miệng vào phu nhân đại phu nhân bên kia cũng không được tiết lộ chỉ nói lão gia và lão thái thái gặp được cố nhân nên trong lòng kích động vậy vết thương trên mặt đại gia cố nhân kia có chút hiểu lầm với nhà chúng ta bây giờ hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi vâng tả tổng quản vẫy tay lập tức có mấy hộ viện đi tới lúc lão thái thái được người nâng dậy đột nhiên nắm lấy tay cháu trai lớn lão đại ta ta nàng Nàng. Chương 28, ta đi cùng. Tổ mẫu yên tâm, Tạ Nhi lập biết khúc mắc của lão thái thái, nắm lấy tay bà. Cứ giao cho con, con sẽ sắp xếp thỏa đáng. Hai vị lão nhân gần như là được khiêng đi, trong khách điếm chỉ còn lại có huynh đệ hai người. Huynh đệ hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày đều không nói gì. Có thể nói cái gì đây, cho dù làm sai đi nữa thì họ cũng là trưởng bối của mình người làm ca ca rốt cuộc mở miệng trước. Nói đi, quý gia đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này còn cần đệ nói sao, không phải đại ca đã biết rồi sao? Ta hỏi chuyện này sao? Tạ Nhi lập trầm mặt xuống. Cái gì gọi là vết xe đổ? Ngày đó ta ra khỏi thành, có đến bách thảo đường bùi ra mua thuốc giảm đau cho các huynh đệ, thì gặp cô nương này. Tạ lão tam vỗ chán một cái. Đúng rồi, là để chỉ cho nàng đường đến nhà chúng ta đó. Bốn con hẻm ư. Tạ Nhi lập tức giận, "Ngươi chỉ con đường tốt quá nhỉ?" Ánh mắt Tạ lão Tam chợt lóe lên, tiếp tục kiên trì nói bừa. Không phải là bởi vì nàng nói cái gì mà quan tài nứt gì đó, đệ cảm thấy cô nương này lá gan rất lớn, muốn hù dọa nàng thứ thôi. Vẻ mặt Tạ Nhi lập khẩn trương, "Nứt quan tài lại là chuyện gì nữa?" Tạ lão Tam sờ sờ mũi, "Tiểu nhị trong tiệm đang nói chuyện xui xẻo của quý gia, cô nương kia nghe thấy thì nói mời cao nhân đến xem có phải quan tài bị nứt hay không." Lông mày Tạ Nhi lập sật sật. Chẳng lẽ quý gia cũng đệ cũng không biết, ngực Tạ lão tam phập phùng vài cái. Dù sao nàng ấy nói là vết xe đổ, chúng ta cứ nghe vết xe đổ trước mắt đã. Chuyện xui xẻo của quý gia, Tạ Nhi lập rất rõ ràng, câu mày thầm nghĩ chuyện này quả thật không ổn. Đại ca, Tạ lão tam ngồi xuống ghế, vẻ mặt nghiêm túc. Những thứ khác đều có thể để sau, nhưng việc cấp bách trước tiên phải tìm ra tâm ma của tổ phụ nàng đã việc này liên quan đến tạ gia chúng ta, ta phải đi giúp nàng. Tạ Nhi Lập căng thẳng, không nói lời nào. Nhà môn có ta hay không cũng không sao, với lại đệ là tạ tam gia đó, có đi làm hay không thì cũng chẳng có gì đâu. Gương mặt tạ tam gia hiếm khi trở nên đứng đắn. Huynh không nghe nàng nói sao, yến gia chỉ còn lại một mình nàng, một cô nương đi điều tra cái này cái kia rất bất tiện, hơn nữa thời gian cũng gấp. Tạ Nhi Lập vẫn không nói lời nào. Với tình hình hiện tại, nếu nàng gặp phải xui xẻo thì cả lão tổ tông và phụ thân, không phải sẽ xấu hổ mà đâm đầu chết sao. Lông mi cả tam gia khẽ động. Đúng rồi, nàng nói tâm ma của tổ phụ nàng là một phong thư, đây là cao nhân nào nói. Cao nhân này làm sao biết được. Người thì chẳng phải người đứng đắn gì, thế mà lời nói ra lời nào cũng rất đứng đắn. Lòng tạ nhi lập buông lòng. Chuyện lớn như vậy, ta với phụ thân, thương lượng gì nữa chứ? Phụ thân giữ mình không nhảy sông đã là tốt lắm rồi." Tả Tam gia đứng lên, "Cô nương kia biết chút quyền cước công phu đấy, phải nhân lúc nàng còn đi chưa xa thì mới đuổi kịp, nếu muộn." Hắn thở dài, "Thì đến góc áo cũng nàng cũng chẳng níu được đâu. Được rồi, đệ mang theo nhiều người, thuốc và tiền đều phải mang đủ, chú ý sức khỏe, đừng để bị mệt, có chuyện gì thì gửi thư về nhà." "Ý là huynh đồng ý rồi hả?" Tả Chi Phi đi tới, vỗ vỗ vai đại ca nhà mình mắt hoa đào cười nghiêng vào thái dương. Lại luyến tiếc đệ chứ gì? Tạ nhi lập nghẹn hỏng. Tiểu tử này đúng là ba ngày không mắng thì lại ngứa ra mà. Tả tam gia ngứa ra nhìn theo đại ca rời đi, quay người lại, mặt mày lạnh lẽo. Chu Thành thấy thế thì bước lên phía trước, ra. Tả tam gia. Lúc này cửa thành chưa mở, nàng sẽ không ra khỏi được. Chu Thanh. Ta sẽ phái người đi trông coi. Tả tam gia tiện đường mang theo bạc và thuốc, sau hừng đông chúng ta gặp nhau ở cửa thành Nam. Ra, Chu Thanh chấn động. Ra muốn đi đâu, không đi đâu hết. Tả Tam gia chậm rãi nói. Có một số chuyện chấn động quá lớn, da của ngươi phải tiêu hóa thật tốt, muốn một mình. Yên tĩnh đã. Chu Thanh, gia xưa nay thích náo nhiệt, hận nhất là ở một mình, lúc này phải yên tĩnh sao? Còn đứng được ra đó làm gì, còn không mau đi đi. Tả Tam gia giơ chân định đạp, Chu Thanh vội vàng tránh xa mấy trượng, vừa định lên ngựa thì lại nghe một tiếng. Quay lại, vâng thưa ra, nàng ấy đi vào ngõ nào? Đinh nhất đi theo rồi, đi về phía bên kia. Tả tam ra nhướng mày suy nghĩ một lát, lại nói với Chu Thanh. Ngươi chờ một chút, còn có chuyện ngươi giúp ta đi làm. Xin ra cứ nói. Yến tam hợp đi chưa được mấy bước đã phát hiện phía sau có người đi theo. Là người tả ra, nàng không để ý tới còn hai canh giờ nửa mới mở cửa thành, nàng cũng lười tìm khách điếm, trực tiếp lên cửa nam thành chờ luôn. Đêm khuya đường phố tối đen như mực, giống như không nhìn thấy điểm cuối vậy. Nàng đi rất nhanh, bỗng nhiên có hai cái bóng đen đối diện đi tới, sau vai đi ngang qua yến tam hợp, một người trong đó đột nhiên đụng nàng một cái. Ngại quá, huynh đệ ta uống hơi quá chén. Uống quá chén ư, sao không có mùi rượu yến tam hợp vừa nhíu mày thì hai người kia đã chạy như điên lương khô bị rơi xuống đất lúc này yến tam hợp mới phát hiện tay nải của mình chẳng biết lúc nào bị người ta rạch một cái lỗ ngân phiếu bên trong không thấy bóng dáng đâu nữa yến tam hợp thầm mắng trong lòng một tiếng vội đuổi theo còn chưa đuổi theo được mấy bước thì đã thấy người đi theo phía sau đột nhiên vươn một chân ra một người trong đó bị vấp ngã người kia quay đầu lại nhìn đồng bọn một cái đang suy nghĩ có nên cứu hắn hay tự rút lui trước thì chợt thấy sau lưng đau nhức, cả người đã bị đạp ngã trên mặt đất. Muốn chạy ư? Tả Chi Phi ngồi xổm xuống, lấy ngân phiếu từ trong lòng người nọ ra, đếm thử thì tạc lưỡi một tiếng. Không ngỡ Yến cô nương mang theo nhiều lộ phí như thế, giàu quá ha. Yến Tam hợp trầm mặc tại chỗ rất lâu mới đi lên phía trước, vươn tay về phía hắn. Tả Chi Phi không đưa mà ôm trước ngực như cười như không. Yến Tam Hợp không nhìn biểu cảm trên mặt hắn, đồng tử lạnh đi, ánh mắt trầm xuống. Này, đến câu cảm ơn cũng không nói mà muốn lấy đồ từ trong tay Tam ra ta sao? Ánh mắt tạ chi phi khinh thường, thầm nghĩ ta cũng muốn xem thử coi ai lì hơn ai. Một lát sau, hắn tự nhiên thấy trột giả trước rồi mắt đen nhánh kia. Nghĩ thầm, hay là ta cúi đầu trước? Khóe môi hắn nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, cực kỳ không biết xấu hổ nói yến cô nương à tam gia tuy rằng da dày nhưng ngươi nhìn ta như thế thì ta không chịu nổi đâu ôi ta đỏ mặt mất thôi đa tả yến tam hợp nói ngắn gọn biểu đạt lòng biết ơn ý sâu xa là tránh xa ta ra ý cười tả tam gia không giảm chân vừa nhấc lên thì người dưới chân đã nhân cơ hội nhào về phía trước vừa lăn vừa bò vừa chạy đinh nhất thấy ra nhà mình thả người thì cũng quát một tiếng cút đời đám người đi xa tả tam gia mới cười khẽ một tiếng đưa cho ngươi cũng được, nhưng ta có điều kiện, chúng ta nói chuyện đi. Yến Tam hợp mặt không chút thay đổi. Tạ Tam gia hình như không hiểu cái gì gọi là tẻ nhạt nhỉ. Ngươi xem này, ngươi còn chưa ra khỏi kinh thành mà đã phải gặp cướp bóc rồi, như vậy thì nguy hiểm quá, chi bằng. Hắn đột nhiên cúi đầu. Ta về cùng cô nương. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 29, bắt chuyện. Ngươi nhìn ta xem, người đẹp tính cách lại tốt, đánh không đánh trả, mắng không cãi lại, rảnh rỗi còn có thể kể chuyện cười giải buồn gì đó cho ngươi nữa. Tả tam gia khoác lác tâm bốc mình lên, chẳng cần ra mặt gì nữa. Quả thực chính là lựa chọn tốt nhất để kết bạn đồng hành, không có người thứ hai đâu. Đinh nhất bên cạnh im lặng bịt lỗ tai. Không nghe nổi nữa. Đúng rồi, tất cả chi tiêu trên đường ta sẽ bao hết. Cô nương muốn ăn canh ta kiên quyết không đưa lương khô. Cô nương muốn ăn mặn ta cố gắng không ăn ngọt. Người tên là gì? Ấy, sao ngươi lại thế, tên của ta khó nhớ như vậy sao? Tả Tam Gia không vui. Tả Chi Phi, Tả Thừa Vũ, ngươi thích gọi gì thì gọi. Hay gọi A Phi cũng được, nghe thân thiết hơn đấy. Tả Chi Phi. Yến Tam hợp tiến lên một bước, bỗng nhiên mỉm cười. Tim Tả Chi Phi chợt nảy lên không đúng lúc. Cũng chính trong thời gian tim nảy lên đó, Yến Tam hợp gập chân nhấc lên đạp vào đùi Tả Tam Gia một cái. Hắn theo bản năng cúi người xuống, Vừa ngừng lên thì ngân phiếu đã vào tay Yến tam hợp. Không dám làm phiền. Nàng lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay đầu rời đi. Này, sao ngươi có thể lấy oán trả ơn chứ? Tả chi phi vừa xoa đùi mình, ánh mắt nặng nề nhìn theo bóng lưng mỏng manh của nàng, chẳng còn chút giọng điệu trơn chu như lúc này. Đinh nhất thấy chủ nhân nhà mình như thế thì kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Ra. Tả tam ra khoát tay tỏ vẻ không sao, hạ giọng nói hai người lúc nãy đang chờ ở góc đường ngươi đến đưa cho mỗi người một lượng bạc đi đinh nhất đứng ngây ra đó làm gì còn không mau đi đi tưởng hắn thích thế à họ yến kia tính tình vừa lạnh vừa cứng nếu hắn không làm thế thì sao nói chuyện được với nàng bắt chuyện cũng là một môn học vấn đó tả tam ra thầm thở dài đưa đôi chân dài bước lên đuổi theo yến tam hợp yến tam hợp đã đến cửa thành phía nam trên cửa thành treo mấy chiếc đèn lồng gió thổi qua lung lay hệt như lửa quỷ. Nàng tìm một góc khuất gió, đặt tay này xuống đất rồi ngồi lên, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Có tiếng bước chân đi tới, dương mắt nhìn lại là tên công tử bột phong lưu kia. Chật, kệ hắn, tả chi phi nhíu mày. Một cô nương sao có thể ngồi dưới đất, coi chừng khí lạnh thấm vào, mai này đến tháng lại đau bụng đó. Yến Tam hợp khẽ cắn môi. Ta là nam nhân thì khác, muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó hắn vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Yến Tam Hợp, liếm khóe miệng nói. Ta ngồi bên ngoài ngươi, giúp ngươi đỡ gió nhé. Yến Tam Hợp cắn răng. Đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Mặc đồ mỏng như thế bộ không lạnh sao? Ngân phiếu đã giấu ký chưa? Đừng để bị người ta trộm nữa đó. Yến Tam Hợp, trả lời người khác là một loại phẩm tính tốt á. Yến Tam Hợp mở mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn. Không quấy dày người khác cũng là phẩm tính tốt ra mặt tả tam gia, đại khái là làm từ tường thành, đã thế còn là loại dày nhất. Người khác ta không quấy dày, cơ mà ngươi là ai chứ, ngươi là cháu gái của đại ân nhân nhà họ tả chúng ta, nếu ta không chăm sóc tốt cho ngươi thì lão tổ tông có thể nuốt sống ta đấy. Tả tam gia dùng chân chạm vào chân yến tam hợp. Nào, thương lượng một chút, chúng ta về Vân Nam phủ cưỡi ngựa hay ngồi xe. Ngựa thì chạy nhanh một chút, chỉ là hơi lạnh, chi bằng là đi xe ngựa, tuy hơi chậm nhưng ấm áp trả lời hắn là sự im lặng. Ngươi không nói gì thì ta sẽ làm chủ cho chúng ta nhé, đi xe ngựa đi. Tả tam gia đột nhiên truyền đề tài. Cao nhân ngươi mời là ai? Sao hắn biết Yến tổ phụ trước khi chết nghĩ đến một phong thư? Hai hàng lông mày thanh tú của Yến tam hợp hơi nhíu lại. Trên mặt tả tam gia xẹt qua sự vui mừng không dễ phát hiện, cuối cùng cũng sờ được mạch môn của người này. Theo lý thuyết, cao nhân sẽ không phạm sai lầm, như thế nào đến yến tổ phụ nơi này liền? Hay là... Hắn cố ý kéo dài giọng điệu, thở dài nói. Người ngươi mời không phải cao nhân gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là tên thấy bói lừa tiền thôi. Ngươi thì biết cái gì? Yến Tam hợp sắc mặt không khỏi thay đổi. Nếu đã mời được thì sẽ không phạm sai lầm, trên đời này có mấy người có thể nhìn thấy trong lòng người chết nghĩ cái gì? Ra đầu tả Tam ra có hơi tê dại. Nàng nói là nhìn thấy, mà không phải cảm giác được, cảm ứng được chẳng lẽ cao nhân kia có một đôi hỏa nhãn kim tinh nhưng tại sao lại xảy ra sai lầm tả tam gia cố ý ho khan hai tiếng hai ngươi nói cho ta biết như thế thì ta cũng không cần thiết phải hỏi thăm chỉ sợ tiểu cô nương nhà ngươi bị người khác lừa thôi yến tam hợp quay đầu nhìn hắn rất lâu cũng không nói gì tả tam gia im lặng mỉm cười đã nói đừng nhìn ta như vậy ta đỏ mặt thật đó yến tam hợp một tay chống đất một tay vứt tay nải đứng lên rời đi yến tam hợp động tác của tả tam gia còn nhanh hơn nàng hắn ngăn lại cúi đầu ghé vào tai nàng thấp giọng nói có phải ngươi chưa bao giờ nghe lọt lời người khác không yến tam hợp quay mặt đi tránh hơi thở của hắn ta không muốn nghe lời người họ tạ nói tả tam gia tránh ra đối phương không nhường đường vẫn chắn trước mặt nàng yến tam hợp chợt hiểu là người này đang muốn níu chân mình tới cùng cảm ơn cái gì mà không phải tả phi gì đó, tà chi phi, tà chi phi. Giọng yến tam hợp đè lên lửa. Ta không rộng lượng được như vậy, ngươi hiểu ý ta không? Có thể không hiểu sao, phụ thân coi ân nhân là kẻ thù. Bà nội vì giữ chức quan của con trai mà giấu giếm chân tướng suốt 40 năm. Trời xui đất khiến chỉ là cái cơ để an ủi mình và người khác, sự thật như thế nào thì trong lòng ai cũng hiểu được. Đến mức này, tả tam gia cũng cạn lời, thu chân vào bên cạnh, nhường ra một lối nhỏ yến tam hợp đang muốn nhấc chân thì cái chân dài bên kia lại cản trở ngươi đừng nhúc nhích ta đi chỉ là tả tam ra liếm liếm môi không cam lòng lại bồi thêm một câu ngươi đối xử với ta như vậy ta thấy oan quá ngươi oan cái gì yến tam hợp cười gằn người oan thực sự đã đoàn tụ với ba người khác ở dưới suối vàng rồi ông trời có cho bọn họ cơ hội không không phải chuyện gì cũng có thể cười trừ rồi xóa đi ân oán được nếu không cần phải đi thì yến tam hợp ném tay nải xuống lại ngồi xuống cũng lười nhìn tên công tử bột phong lưu kia làm quái gì chỉ một lòng ngẫm nghĩ đến chuyện phong thư kia còn có chuyện gì mà phải cần dùng thư để truyền đạt khiến cho tổ phụ không thể nói ra chỉ có thể tích tụ trong lòng rồi sau khi chết tâm niệm thành ma đây là hai đứa con trai một đứa con gái đang còn sống sao Yến ra sau khi bị tịch thu tài sản, thì chỉ còn lại một ít tổ trạch tổ điền, tổ phụ để lại cho hai đứa con trai lớn, bởi vì những điền sản này cũng không mỏng. Nhưng ba năm sau một trận ôn dịch bất thình lình xảy ra làm rối loạn tất cả, hai huynh đệ nhiễm ôn dịch, hai người đều không qua khỏi, chưa kịp cưới thê tử thì đã mất. Trước khi Yến ra gặp chuyện không may, con gái đã gả cho người khác, lúc Yến ra bị tịch thu thì nàng đang hoài thai 8 tháng, tin tức truyền đến nàng đã vỡ nước ối ngay tại chỗ trưởng phu nàng lúc đó đã bỏ người lớn bảo vệ đứa nhỏ. Chương 30, nguy hiểm. Khi những chuyện cũ này xảy ra, Yến Tam Hợp còn chưa sinh ra, mấy chuyện này là phụ thân nói cho nàng nghe. Chưa bao giờ nghe được một lời nào trong miệng tổ phụ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Yến Tam Hợp có thể tưởng tượng ra được lúc Từng Phong thư truyền đến tổ phụ, người đã đau lòng đến mức nào. Nhưng ông không ngã xuống, ông còn có thể đọc sách, còn có thể vẽ tranh còn có thể đặt dấu chân mình khắp núi non nước phủ vân nam bởi vậy có thể thấy được khúc mắc trong lòng ông không phải là bọn họ không phải bọn họ thì sẽ là ai có phải là môn khách tiểu nhân khiến yến gia bị tịch thu kia hay không nhưng nếu là hắn thì có gì mà khó mở miệng mối thù này rõ ràng bày ở trên ngực yến gia và tổ phụ mà lần đầu tiên trong đời yến tam hợp cảm nhận được cái ông lão hòa ái dễ gần kia thực ra vẫn luôn cách mình 10 vạn tám ngàn lớp suy nghĩ, một ngàn lớp bí mật. ông ơi, bí mật thật sự của ông là gì thế? Tả Chi Phi cũng không đi xa, khoanh tay dựa vào tường nhìn trầm trầm yến tam hợp cách đó không xa. nàng ta cứ ngồi dựa vào tường như vậy, gió đêm thổi bay vạt áo mỏng manh của nàng, thế nhưng nàng lại không vì gió lạnh mà run rẩy. tại sao? Tả Tam gia nhìn đến ngây người cô nương này là bị thiếu dây thần kinh lạnh hay sao? Sao nàng lại không cảm thấy lạnh chứ? Tạ phủ, thái y vừa đi, tạ đạo chi đã nằm không yên, dẫy ruột từ trên giường bò dậy. Tạ tổng quản bước lên đỡ lấy. Lão ra. Tạ đạo chi đẩy tay hắn ra, suy yếu nói. Đại gia đã trở lại chưa? Vừa mới hồi phủ à? kêu hắn lại đây, vâng. Một lát sau, tạ nhi lập đứng trước mặt tạ đạo chi. Phụ thân con kêu lão tam đi theo hả? Vâng. Tạ đạo chi trần chờ một lát rồi nói. Chỉ để lão tam đi theo còn chưa đủ, nhà chúng ta cũng phải làm gì đó, nếu không. Tạ nhi lập nghĩ đến chuyện của quý gia. Phụ thân, vậy phải làm gì ạ? À? Chưa nghĩ ra. Tạ đạo chi vùi mặt vào lòng bàn tay. Đầu óc ta dối tung lên rồi. Phụ thân đừng nóng vội, việc đã thế rồi thì chúng ta phải nhìn về phía trước. Tạ nhi lập an ủi. Ngày mai còn phải nên chiều sớm, người cứ. Không hay rồi, lão ra. Tả tổng quản đột nhiên đẩy cửa đi vào. Lão thái thái nổi sốt rồi. Tả nhi lập chấn động. Bùi thái y đâu? Đã đi rồi. Sao đột nhiên lại nổi sốt vậy? Không phải lúc này còn khỏe khoắn lắm sao? Tả đạo nhất vỗ mép xương. Cầm thiếp mời bùi thái y đến. Tả tổng quản. Vâng, phụ thân nghỉ ngơi trước, còn đến chỗ lão thái thái xem thử. Lão đại tả đạo chi nắm lấy tay con trai, sắc mặt trắng bệch. Con nói xem, có phải là báo ứng tới rồi hay không? Sương sống tạ nhi lập chợt lạnh đi. Chắc không sao đâu, không phải còn mấy ngày sau. Mấy chuyện quỷ thần này không có gì chắc chắn cả. Tả đạo chi hiểu khí vô lực. Lỡ như nó đến sớm hơn thì sao? Tạ nhi lập. Ước chừng qua một hồi lâu, phụ thân hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Bọn họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của người đối diện ánh nắng ban mai lộ ra từng chút một. Yến Tam hợp xoa xoa bàn chân tê dại, chờ hết tê thì mới đi ra khỏi con ngõ nhỏ đó. Cửa thành còn chưa mở, nhưng xe ngựa ra khỏi thành đã bắt đầu xếp hàng. Nàng đứng ở phía sau đội người đó. Cách đó không xa, tạ chi phi vuốt cằm. Các người nói xem, mặt tam gia ta nên dày hơn một chút, hay là chơi chút mưu kế nhỉ? Vẻ mặt chu thanh kiêu. Ra, ngài tha cho ta đi, chấm. Đinh Nhất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hay là dùng mưu kế đi? Ra mặt ra cũng đủ dày rồi, không phải vẫn vô dụng đó sao? Tả Tam gia gõ lên đầu Đinh Nhất mấy cái, quay đầu nói với Chu Thanh: "Trừ lương một tháng của hắn." Chu Thanh: "Vâng." Đinh Nhất: Tả Tam gia không nhìn khuôn mặt khổ sở của Đinh Nhất mà đi lên phía trước, vừa liếc mắt đã thấy Tả Tổng quản bước hai cái chân mập mạp chạy thẳng về phía hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn biến sắc tạ tổng quản hoảng loạn. Tam gia, lão thái thái trở về thì lập tức ngã bệnh, bùi thái y nói là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm thế nào, bùi thái y nho nhã nói một đống gì đó ta nghe không rõ, đại gia bảo tam gia người tranh thủ một chút. Trái tim tạ tam gia nhảy dựng. Ý của ngươi là? Tạ tổng quản gật gật đầu. Tạ chi phi lập tức xứng sờ tại chỗ, mặt tối lại, hình như sự xui xẻo của quý gia bắt đầu xảy ra trong nhà hắn rồi. Đại gia còn nói gì nữa? đại gia bảo tam gia phải chú ý cẩn thận tả chi phi mở mắt quyết định thật nhanh chu thanh đinh nhất hai người bước lên phía trước ra tả chi phi chuẩn bị xuất phát đinh nhất thủ chỉ về phía bóng lưng yến tam hợp vậy nàng ấy thì sao không phải ngươi bảo dùng mưu kế sao tả chi phi ra nghe lời ngươi đinh nhất đinh nhất vậy lương tháng của ta có bị trừ không tả chi phi bước nhanh tới trước mặt yến tam hợp móc lệnh bài ra đi về phía trước. Binh mã ti ngũ thành phá án. Giọng nói của hắn tuy khàn khàn, nhưng toàn bộ người ở cửa thành lại nghe rất rõ ràng. Yến Tam Hợp, ngươi theo ta đi một chuyến đi. Yến Tam Hợp sừng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, thì cánh tay đã bị một bàn tay lớn túm lấy. Đắc tội rồi. Nói rồi tạ chi phi kéo người ra khỏi đội ngũ, kéo thẳng đến cửa thành, lại dơ lệnh bài với thị vệ giữ thành những người đó vừa thấy là tam gia tả phủ thì vội vàng mở cửa chu môn vừa dày vừa nặng ra. Chu Thành đánh xe ngựa xuyên qua cửa thành, sau lại ghim chặt dây cương rừng ở ven đường. Tả Chi Phi chỉ chiếc xe. Lên xe. Yến Tam Hợp không nhúc nhích, cúi đầu nhìn móng vuốt quỳ trên cánh tay, ánh mắt biến thành hình móc câu. Gấp như thế, hẳn là tả ra các người có người đã xảy ra chuyện rồi nhỉ. Vốn tả Tam gia còn nửa tin nửa ngờ với chuyện lão Tổ Tông ngã bệnh, còn thầm nghỉ chỉ là trùng hợp mà thôi. nhưng vừa nghe nàng nói như thế tam gia suýt nữa thì chửi đồng lên. may sao hắn kịp thời kéo sự xúc động lại, cố gắng bình tĩnh nói. được đấy, đúng là liệu sự như thần. yến tam hợp ngẩn ra. nàng vốn là muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà tam gia tạ phủ lại sốt ruột như thế, bèn tùy tiện nói một câu, thế mà lại đúng thật luôn. vẫn chưa tới thời gian, không liên quan tới tổ phủ. sao ngươi chắc chắn thế? Ngươi có phải cao nhân kia đâu. Yến Tam Hợp nhìn hắn không nói lời nào. Tạ Chi Phi lúc này mới ý thức được mình đã nói một câu rất ngu xuẩn. Yến Tam Hợp là cháu gái ruột của Yến Hành, nhưng nàng ta đâu có gặp xui xẻo, còn vinh váo hung hăng nói chuyện với hắn, làm gì đến lượt tạ ra chứ? Dù có liên quan hay không thì việc này cũng sắp xảy ra rồi. Ta biết ngươi không muốn gặp người tạ ra, nhưng bây giờ ngươi cũng thấy đó, ta có chức quan trong người đoạn đường này có ta đi theo thì bớt được rất nhiều việc quan trọng hơn là tạ chi phi chậm rãi nói người họ yến theo lý người xui xẻo đầu tiên nên là ngươi xui xẻo thế nào chẳng lẽ ngươi không sợ ư yến tam hợp nhìn ra được tình cảm ông cháu của các ngươi không giống bình thường tự ngươi ngẫm lại đi ngươi thật sự muốn ông ấy nằm ở trong quan tài rồi cũng thấy không yên ổn sao yến tam hợp như vậy đi ta cho ngươi hai lựa chọn ngươi tự leo lên xe hoặc là Ta cho người lên xe. Tạ Chi Phi mỉm cười, đôi mắt đào hoa bay vút lên. Nhưng lời nói ra đều cực kỳ sắc bén. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.